Hi, xin chào các bạn. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình thì mình là Duy, trưởng nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Thì hiện tại là bây giờ là hơn 10 giờ rưỡi rồi. Duy cùng với lại mấy anh em đang trên đường để mà ra thành phố Nha Trang để giao chiếc xe Mercedes-Benz E200 Exclusive này cho anh Nguyên và chị Hiền. Thì chiếc xe E200 Exclusive này thì anh chị mua vào cũng đúng vào cái dịp sinh nhật của chị Hiền luôn. Thì đây là một cái sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi, chứ cũng không có sự coi như tính toán trước ha. Cho nên là cũng rất là vui. Và thứ hai nữa là các bạn, là đáng lẽ là Duy giao chiếc xe E200 Exclusive này vào ngày thứ tư kìa, là cách đây khoảng tầm 2 ngày á, nhưng mà do là mình Duy không có sắp xếp được cái chiếc xe này cũng như là chiếc xe E200 Exclusive của anh chị nè, thì nhà máy họ sản xuất vào gần tới cuối tháng luôn mới bắt đầu là có cái xe này. Và kể từ lúc mà có cái xe từ bên nhà máy họ đã thông báo qua thì bên Duy là coi như là gấp rút để mà lấy cái chiếc xe về thật là sớm, nhưng mà cũng không có kịp thời gian đó. Thì bằng cách là ngày hôm nay các bạn, thì Duy mới có thể là giao xe được cho anh chị nè. Thì nói chung là rất là xin lỗi anh chị, bởi vì là em không có đáp ứng được giống như là cái ngày mà anh chị mong muốn để mà nhận xe ha. Thì và một cái điều nữa các bạn, khi mà Duy giao chiếc xe này cho anh Nguyên và chị Hiền á, thì Duy cảm thấy rất là vui luôn, bởi vì là ngay tại thành phố Nha Trang bên Duy cũng có một cái showroom, cũng có một cái chỗ để mà bảo trì bảo dưỡng coi như là rất là lớn ngoài đó luôn, nhưng mà anh chị coi như là quyết định bay vào Sài Gòn để mà gặp Duy cũng như là ủng hộ Duy cái chiếc xe E200 Exclusive này đó. Thì thực sự anh chị mà gọi cho Duy cách đây khoảng tầm lúc mà anh chị bắt đầu có ý định muốn là đổi xe các bạn, mua thêm xe mới á, thì gọi cho Duy cách đây cũng khá là lâu rồi, chắc là năm ngoái luôn á. Nhưng mà lúc đó thì anh Nguyên có hứa với Duy là sau này anh mua xe anh nhất định mua của em. Thì bằng cách là ngày hôm nay anh Nguyên coi như là rất là dễ thương luôn, anh chị giữ cái lời hứa và từ ở ngoài Nha Trang đi vào gặp Duy để mua chiếc xe E200 Exclusive này luôn. Thì một cái điều mà Duy rất là vui cũng như là rất là cảm ơn anh chị ha. Đó, và một cái điều nữa các bạn cũng rất là vui nữa, đó chính là ban đầu á, thì anh Nguyên và chị Hiền á, thì còn lăng tăng, còn so sánh giữa cái chiếc xe C200 Exclusive và cái chiếc xe E200 Exclusive này đó. Thì hai chiếc xe thì trên nhau khoảng tầm bao nhiêu ta, 500 triệu, khoảng tầm 500 triệu, khoảng tầm 500 triệu, nhưng mà coi như là cũng so sánh các thứ nữa coi như là cũng khá là lâu đó. Nhưng mà lúc ban đầu thì chị Hiền thì quyết định lấy cái chiếc xe C200 Exclusive thôi, nhưng mà Duy, cái tính của Duy các bạn, thì Duy thích cái chiếc xe nào thì Duy sẽ tư vấn cho khách hàng của mình, tư vấn cho anh chị để mà lấy, giống như là mua xe theo cái sở thích của mình chứ không phải là mua xe sở thích của khách hàng nữa đó. Thì Duy nói là chị Hiền ơi, chị Hiền cứ lấy cái E200 Exclusive này đi, cái chiếc xe này nó thế này thế nọ ABCD các thứ đó. Thì cuối cùng rồi thì anh chị cũng quyết định chọn cái chiếc xe E200 Exclusive này đó, cũng rất là vui luôn ha. Thì nói chung là khi mà giao chiếc xe này cho anh chị thì rất là tuyệt vời. Thì Duy và mấy anh em cũng rất là háo hức, cũng như là đây là lần thứ hai mà Duy đi về Nha Trang đó. Thì lần đầu các bạn, lần đầu Duy đi ra Nha Trang cách đây khoảng tầm là 7 năm rồi. Lúc đó thì Duy vẫn chưa là nhân viên bán hàng của Phú Mỹ Hưng, thì Duy chỉ làm công việc là BDI, công việc là giao nhận xe thôi. Thì thời điểm đó thì Duy ra Nha Trang để mà hỗ trợ những anh em bán hàng là tổ chức một cái sự kiện đánh góp ở ngoài cái sân golf ngay thành phố Nha Trang á. Đó thì bây giờ là lần thứ hai nè, Duy mới có dịp đi ra Nha Trang, cũng như là lần này thì Duy đi giao cái chiếc xe cho anh chị đứng ở cương vị là một cái người bán hàng, chứ không giống như lần trước nữa ha. Đó thì chắc là sáng mai Duy có mặt khoảng tầm 7 giờ rưỡi để mà giao chiếc xe E200 Exclusive này cho anh Nguyên và chị Hiền. Thì chắc là hẹn gặp lại các bạn ha, tại thành phố Nha Trang cũng như là tại nhà của anh chị. Ok, hẹn gặp lại các bạn nha.
6 giờ các bạn, thì Di đang đứng tại nhà của chị Hiền. Giờ này chắc là anh chị còn đang ngủ hay sao, chưa mở cửa. Thì xe thì đã đậu trước cửa nhà rồi. Đây thì đây là mấy cái chiếc xe mà của anh chị để chở mấy ống nhựa Bình Minh nè. Thì thôi chắc đợi xíu nữa anh chị mở cửa ra thấy chiếc xe tại nhà luôn. Anh tài xế bây giờ anh đuối lắm luôn rồi á. Bây giờ đậu thì anh với việc nằm ngủ thôi. Vì đi vòng vòng chơi xíu và đợi anh chị mở cửa ra rồi chặn xe thôi. Okay. Đi xuống biển tắm về tăng đi. Thử nó anh chị còn ngày chưa. Không có, sáng 5 giờ kém thì nhờ chị dậy thôi. Dạ. Rồi tí dục về. Ở đây về sớm chứ. Không, đi về nè. Ủa, vậy hả? Ở đây về hơi sớm một tí là kêu về lọc bông rồi qua đơm cho Phật rồi lấy xin số cho tốt. Rồi lát nữa ra bấm số luôn không? Đi luôn. Bấm số luôn không? Tập thể dục xong rồi thì tụi bơi. Anh mày thì anh không tập, anh bơi trước. Tắm biển dưới biển hả? Á. Bơi biển hả? Ừ. Mấy đứa giờ lấy xe đi chạy xuống biển bơi tăng liền về. Mình tắm. Đi đi. Chứ mình cũng chưa nâu mà. Bơi gì bơi? Bơi cho biết biển. Đi đi, thiệt quá, lấy xe chạy kìa. Đi ra ngắm biển cho biết biển buổi sáng đẹp lắm. Người ta tập thể dục quá cần. Ngày nào 5 giờ chị cũng đi. Bây giờ 5 giờ cái 15 là dậy. Dậy xong là 5 giờ đi. Đi 6 giờ 20 về. Bữa nay cho chị vô chợ đó, chị về 6 giờ. Cho chị vô chợ chị mua hoa. Bơi nó dữ à, sáng ngày không bơi hả? Bởi vì chị khỏe. Bơi dữ lắm chứ. Bởi vì chị khỏe, anh khỏe đâu? Không khỏe. Giờ nhà chỉ có anh chị bán thôi. Có ai phụ không? Có chứ. Có thằng tài xế. Với một thằng phụ lấy hàng. Dạ. Sáng mai phải đi vô thay coi cho cái con kia nó cần rất. Còn bo đâu phụ vậy? Bo nó đi học rồi. Bo là đi học suốt rồi. Nó có làm gì đâu. Anh mày đó đừng có qua lại đây. Okay, đi. Anh đi vào đây em anh lì về dịu. Đâu. Thôi hả chị? Uống cà phê. Anh gọi em đây coi. Rồi quên cái số nó, chị cứ mong mà. Đi vô đây. Ngâm yến cho mấy đứa nó làm. Nè à. Thấy là chị lặp đặt chị gom yến cho nó làm chứ chút không chị quay mà chặt nó có việc nó làm yến nè tổ yến nè dạ từ nấu yến mình đi uống trước nhà chị Hiền là bán yến luôn nha. Nhà chị bán yến luôn nè. Đây nè ngâm mà tối giờ hả chị? Mở ngâm cái thì xuống cân ngâm nó lên nè trường hợp này là chị bán hả? Hộp này nó bỏ sỉ bằng ha. Loại này 3 triệu lận. 3 triệu lận. Một loại 3 triệu rưỡi lận, loại 3 triệu lận. Lạng hộp, hộp này là mấy lạng? Lạng á, một lạng á. Một lạng là 3 triệu 3 triệu rưỡi. Ờ. Một loại cái loại cái ngon hơn 3 triệu rưỡi. Loại này á là bán lẻ cho dân khách ăn là 3 triệu và bỏ sỉ bằng hàng là 2 triệu 8. À. Đây về nó lời. Nó phải bỏ sỉ mà. À. Vì bỏ sỉ thôi ha, chị bỏ sỉ. Bỏ sỉ. Có bán lẻ không?
Bỏ sĩ bận hàng bán lẻ cái gì không quá trời. Bán lẻ bác sĩ luôn ha. Giống như nấu chè vậy hả? Giống như nấu chè vậy, nấu nó sôi lên. Xong rồi để vô. Rồi thả nó vô thôi. Chị bác á, em chắc là đính đâu có bác được không? Ủa vậy hả? Nó làm cho chị mười mấy năm rồi nó không có chịu bác. Ủa sao vậy? Có hả? Nó bác không đẹp. À, chị muốn nó không làm. Nó lượn không hả? Là, nhưng mấy chị nó ngồi đây nữa. Đó, mẹ nó ngồi đây nó làm đó, hai con còn đi bà đó. Khô. Cái này để bao lâu nó mới khô chị? Ngày hả? Ngày hả? Một ngày là khô ha. Một ngày hồi tối chị bác đúng không? Dạ. Sáng mai mới khô rồi. Tối nay nó mới chưa khô đâu, sáng mai mới khô rồi. 7 giờ nó tắm làm bây giờ đó. Nè. Chị sắp đây 35 nè. Đẹp chưa? Nó đẹp hơn gấp mấy lần cái hồi nãy đâu, hồi nãy nó cộng nó nhỏ. Tiền nó cũng thấy cũng giống như xe vậy. Cộng này to hơn đúng không? Nè, cộng to hơn, hàng này hàng tủa không? Mấy cái sớt không này. Phải giống nhau, nhưng mà hàng này tủa toàn bộ. Còn cái kia nó rẻ tiền hơn, chị phải nửa tổ, nửa dụng à. Em thấy chị lợi lên nửa tổ, nửa dưới dụng ha à. Dụng nhưng mà nó giống xíu, nó giống một loại thôi. Nhưng mà nó chỉ bị bẻ thôi, em nè. Nè, nè nó bẻ ra là nó rẻ tiền hơn. Nó bẻ ra thì nó rẻ tiền hơn. Cái này là nguyên tổ. Nên là hai phần tổ, một phần dụng thì ra yếm 3 triệu. Mà tổ không là có yếu 3 triệu nữa. Tại tổ không nó mắc hơn. Ừ, đó. Nên nó thành sợ nhiều hơn. Vậy thôi. Đăng ký lấy biển số mà tới chỗ kia như vậy. Nếu nó đi công an lại đi bỏ biên giác mà đúng. Thì anh coi mạng là anh biết hết rồi, cái gì gì anh coi trước hết rồi. Điều những cái cần thiết rồi, những cái vô thí dụ mà mình đang chạy số, mình đang chạy trong năm chế độ mình đang chạy, mình lên số bên này mình. Ý anh hỏi là đi số mấy, vô lên một số mà lên trừ hay lên nó lên được mấy số. Hay nó có một nắp đó, à, lên một và mình đang chạy cái lên được hay không đó, anh hỏi vậy á. Cái số tay á. Số tay á, hai chỗ qua lăng á. Dạ, được, anh bấm một cái là một số, một cái là một số. Đúng rồi, mình lên bao nhiêu là mình chạy gì bao nhiêu? Nó cũng như xe máy của anh vậy đó. À, thì ý anh nói là nên lên dạ. Vô bề số bên này, mình về lại bề số, trừ lại. Dạ. Ở đó là tổng anh đâu có làm yến đâu, mà đi lên thầy lớp, liếc một vùng, mà không bị chạy được cái bề, mình xong sửa. Cái bơm điện là ví dụ như khi anh đi mà giữa chừng mà lủng bánh hoặc là anh đậu trong nhà nè cái gì khi mình không hay nó lủng á, cái mấy ngày sau mình lấy xe ra cái nó xem tốt thì lúc đó sao chạy được thì phải dùng bơm lên để chạy bán thì làm được. Dạ, đó là khi làm thật cái đó nó gửi nha. Thôi lát nữa nhớ lấy cái đồng hồ cho chị con nó gửi. Đồng hồ đó đâu? Đồng hồ của chị con nó làm cho chị. Mà đó ở đâu cầm em á, lát em vào với tòi em vào. Quên. Cái công ty á thì tao nhận, mà cái bơm điện của công ty tao nhận, cái của mày mua là tao không nhận. Không, anh nói thật tế. Dạ. Tại em đi làm ra tiền chứ đâu phải là đi, đâu phải là cũng là bằng tiền bán của em ra là anh không nhận, mà của công ty anh nhận. Vậy à, đúng không? Dạ. Anh hồi giờ bán chắc anh là vậy à, thằng nào mà đi mua đồ mà bỏ tiền đi mua là không có nhận. Không thể. Như anh đi mua mấy cái bạn đều nhậu khổ làm tháng hết đấy, mày đưa anh trăm còn gì đó nhiều quá, cho nó khổ lắm rồi đi như mình là bữa sau nó dám đi, yeah. Nó mất vui, à. Thì anh đi sống nhiều giàu chắc sẽ làm mình, chị em nhé, để ở đào nó vậy chứ có nhiều giàu không được để chắc chứ, ta là ta con người chẳng có cái số ta không được hưởng là giàu có, bởi vì anh dặn con em anh cũng vậy, gặp nó cũng được, gặp dân sống sao mà cho thấy thoải mái vô vui rồi chứ đây này gói em đem mặn vậy chứ mấy bữa một quân thoát hai quân giờ cũng cố lo xe đi vào hay là không ai cũng tưởng tài xế không ai biết ông chủ mà sau này biết hết rồi thì sao không anh biết ông chủ nó mắc nợ tôi nói không được tôi lệ mà tôi tài xế gì con đủ lệ tôi rồi trời ơi.
đi giao hàng gần 50 triệu. Dạ không chậm. Còn bây giờ là biết là ông chủ rồi, cho nên là rồi cũng cho em ta đủ hồn cúng cho cúng cho. Dạ cô phải ai mà mới bắt đầu tiên đi nợ đó là người quen tập nợ. Dạ. Thích nợ nữa chứ. Thì em chưa có ra rồi, rồi đây, anh cảm ơn em cái gì không bằng cái tình cảm anh em sau này. Dạ. Còn mấy đứa nữa chứ. Dạ. Không phải là riêng riêng một chiếc này. Dạ. Đó, cũng anh cũng phải ủng hộ thôi chứ anh không có bao giờ mà dễ dàng như mấy thằng kia chứ. Phát một là phát một để em nói cho anh. Một người đã lúc đầu tiên gặp là rồi mới nhau rồi xong trên đi trên. Dạ. TV rồi điện thoại làm việc chị em chỉ với đâu quen anh được không. Dạ. Anh không lắm cái tiền bạn giữ anh mà cái gì anh mua thích ai là anh mua buộc phải mua cho. Dạ. Mà anh thích chứ cầm thấp là phải mua mua cho anh nó không đi cầm cao. Em biết sao không? Tại sao em biết không? Mình đã lớn tuổi rồi đi chứ cầm cao nó lớn tuổi bước lên xuống chạy em mà lái nữa được bước lên bước xuống nữa cầm cao để cái gầm thấp mình nó rè phỉ con người rồi con cầm cao là nó khét nét đi xe tải cầm cao mà còn bước còn đi ngày nào cũng leo lên mà rồi đúng không anh? Ôi chị ơi đẹp quá. Tặng chị bó hoa thiệt nha. Em cảm ơn anh chị vì đã coi như là tin tưởng ủng hộ em cũng như là chọn cái xe Mercedes Benz làm bạn đồng hành. Cảm ơn anh. Dạ. Đứng đây em chúc anh chị thật nhiều sức khỏe rồi thật nhiều niềm vui luôn và coi như là an toàn trong suốt quá trình sử dụng. Đúng rồi. Anh cảm ơn em. Dạ cảm ơn em nhiều nha. Từ trước. Dạ. Nha. Rồi đây, chụp lại trước nha. Dạ. 1, 2, 3. Chỉ anh đi khám xe cái hộp sơ, cái số đồ đủ công an nó dở lên thì em chỉ cho anh, em chỉ cho anh nó mau phải không? Chỉ, chỉ. Cái này anh chỉ đi không? Hay là nó đi đi chơi rồi chiều mới ra rồi tối mới ra nó hay tùy sao em đó em. Ừ. Em đi chơi với chị rồi chiều tối mới ra hay sao thôi chắc lát làm gà luôn chứ. Thôi, chiều tối là gà tới mai em mới tới. À. Mai để đi bằng ngày nghỉ ngơi rồi tại... Thôi để anh chị đi khám xe ha. À, anh chị khám xe lát nữa em giao em xin phép luôn. À, rồi là vậy hả? Dạ bữa chị Hiền chưa đi chiếc này được bữa giờ đi có chiếc C với là chiếc E 300 đó nó cầm chiếc 300 ấy xuống đây nó chở chị đi rồi nó đứng trên kia kìa. Nhưng mà chị chưa đi chiếc xe này. Cô giờ lên lên sao nó lên đẩy lên cơm phong đó đẩy lên anh đó anh lên nè Duy. Dạ mua chiếc xe không sai lầm đâu chị chỗ nào ngay cạnh xi nhan anh bấm rồi còn bé quên anh bấm vô cái đầu hôm qua làm yến nên nói là chị sao xe máy mà cũ dữ vậy tại kia nó bụi đó em khoái chiếc xe lắm. Cho nên là mấy anh khách mà phân dân C với E là em cứ nói mấy ảnh mua xe. Nó em hơn. Dạ. Nó rộng hơn. Đây nè, chút nữa em về về đường đây nè. Đó. Đường đây nè. Chạy ha. Chạy đây nè. Đúng rồi, đường ra sân bay mà. Cảnh đẹp. Em đi đường kia nha. Em ra sân bay là 60 cây mà em đi đường này em ra Cam Ranh chỉ có 35 cây thôi. Nửa đường thôi. À. Ừ. Đi nữa, em được. Đi Cam Ranh là em đi đường này gần lắm, em vòng lên đường kia em đi mất hơn 20 cây. Mày cứ làm đi, tao mua cho mày chiếc Audi. Audi. Hôm qua tao đi tao nhìn thấy nó nằm với vòng tròn cũng dễ thương. Audi anh đâu thích Audi đâu. À. Nói giỡn không? Xe cộ. Nó dòm vô Audi á, giống cái màn hình gì. Thằng này nó đẹp cái là do thiết kế tắp lô nó. Đúng rồi, anh thích như anh đi nè. Dạ. Đi gần trước thứ ba. Chơi mấy cái này khi vô khi ra thì nó đỡ xuống cái xe. Không sao. À, đi đường đây em. Tụi anh làm. Đi đường đây, đi đường đây, để xe đây, đi đường đây. Đây nè. Đây chưa dọn mà. Đi dỗ cái này, đi dỗ đi đi. Đợi động nha anh. Ra đâu được cho nó đi đây. Cái này 4 mét. 4 mét. Cuốc là sao luôn ha? Dài 2 chỗ. Dài bằng nhà chị luôn. Đúng. Nhà chị giờ 25. Cơ bây giờ mà đi gỡ 800-900 ngàn bạc. Cái này mà tính chỗ đây mới dài 20 mà tính đây là 25. Thì anh làm biến chạy nữa, mỗi lần đi cái phải chạy ra bạc. Chỗ nữa nó mệt. Còn hai chiếc xe tải là đầu đường đây. Hai là chị có mua mới nguyên phòng rồi.
480 xe đây nè. Chiếc hồi nãy là mua lại của thằng em. Nó bán nghề này cái nó bị nó bán nó lái của chị nó đi bán không có hàng, nó để lại vậy. Đó là nó năm này hấp rồi. Chú không chú máy đâu em. Lên cho chỉ mất công mình mò nữa. Chú máy nè. Anh thấy không? Nghe cái vô nhìn đây nè. Đó, cái hàng màu trắng á. Cái hàng màu trắng. Số máy. Dạ, số máy gì đó. Rồi. Số không. Số máy. Số không là ở dưới cái ghế này. Nó lùi nó dưới ghế phụ xuống. Đứng đây anh thấy nè, em lùi nha. À. Anh lùi hết cái ghế này lại. Mất công nghĩ là nó biết cái đủ. Đứa nào? Nè. Chỗ này nó để chữ số win nè. Có thấy số không? Không thấy gì. Để gì cà thêm một cái số khung nữa cho anh Nguyên. Cà số khung thì đơn giản là bạn. Số máy thì khó, cà số khung dễ. Đây. À. Cái số khung thì nó đặt dưới cái ghế phía trước bên phụ thôi. Đó, à, đây. Đó, vậy là xong rồi đó bạn. Nha, đơn giản. Số máy rất là khó cà nhưng mà số khung thì dễ đó. Hai khung đây là hai cái bún này. Nó kêu nhớ lòi cái đuôi là khung cá là nấu cá. Anh viết cà cá. Bún này cà cá là anh đặt ở trên kia chứ không phải của bài này đâu. Bún cá, nấu bún cá này. Ai. Đồ thấp gì làm, đồ kho cũng được. Kho không được. Nấu mặn nha. Con cá này là đừng có kho, hai cái này đừng kho phí nha. Chân gì hả chị, chân tương gì hả? À thì em hát qua đây là nó lão gì rồi. Còn nó cảm ơn. Rồi anh cảm ơn. Xì rê cho. Cái bấm này là của nhà làm luôn. Bấm cái tên Thanh Hiền của chị á. Thanh Hiền luôn. Thanh Hiền là bao hết. Cái gì cũng có hết. Vô quả ăn ngon, quảng cáo chị gỡ vào. Nó mặn mặn ngọt ngọt chấp chế chứ không phải mặn. Nó ngọt đường là người ta bỏ ngọt là họ bỏ đường. Đặc biệt. Anh thì chắc ít vô Sài Gòn cho nên là chắc gặp chị nhiều hơn anh. Thì có dịp em ra đây thì ghé thăm anh. Với anh là nhậu á, đó là đừng hỏi khách sạn thì cứ gì anh chị là chơi là ở đây à. Dạ. Đây là nhà chị đậu. Dạ. Con nó đi là xong. Đúng rồi, mày ra đây rồi. Khi nào đây cho vài ngày. Vậy đi, chứ bây giờ thôi khách sạn gì khách đừng phiền, đừng nghĩ là phiền gì đó. Đâu gì đâu phiền. Em ghé đây nếu có dịp lại. Đâu có phiền, thì nó lâu ngày, có sao. Nha. Đừng phiền hoài thôi. Thôi nghe, đừng có kiểu mà ở trống trống. Ra đây là vô tư. Dạ, dạ. Chạy nè. Con nằm trẻ. Còn tôi tưởng ông về nó cũng không được trai vậy đó. Không được trai thì không trắng xỉu. Nó đẹp hơn trong hình, cái thằng này nó không có ăn hình. Thôi em về vui vẻ nha. Cảm ơn nhiều nha. Về ăn nước mắm nha. Nó mặn ngọt ngọt tập kế. Mặn ngọt ngọt tập kế. Mà bọn họ là ở chỗ là bỏ đường hết. Không rảnh cái dặn xuống nhà mắm coi. Không rảnh cái dài dặn xuống nhà mắm. Khi nào mà em ăn mắm rồi cứ việc điện anh là anh gửi à, em thuộc quận 1 hay quận 5 đã hai chỗ gần đó là điện là mãi có liền. Tối có rồi, tối này em ăn sao? Đây quen rồi bắt đầu tự nhiên em không ăn cứ anh bỏ thuốc ra anh bỏ vừa mê đó. Nó quen mắm nhỉ cái tự nhiên mắm gì bỏ quất bỏ liền không thèm được. Đây đây chạy đi luôn. Bye bye. Lên xe ấy anh. Ok bây giờ mấy anh em mình về ha. Dạ. Mở đâu anh? Hơi đuối vậy. Hơi đuối không? Hôm qua giờ chạy mấy trăm cây rồi? 450. 450 là mình tính ra là mình đi từ Sài Gòn ra đây là 300 mấy anh Dũng? 450 cây. 450 cây. Từ Sài Gòn ra Nha Trang 450 cây. Đúng rồi. Rồi anh không kể ngày hôm qua anh chạy nữa chứ? Thôi hôm qua bỏ đi. Ngày hôm qua là đi đâu? Hôm qua đi Vũng Tàu. Ngày hôm qua anh đi Vũng Tàu là đi quần về là khoảng tầm 200 cây đi thôi ha. 200 cây rồi ở đây vòng vòng trong thành phố nữa. Coi như là hôm qua giờ là mình đi khoảng hơn 600 cây rồi. Rồi bây giờ mới quay lại Sài Gòn nữa là khoảng tầm 1000 cây. 1000 cây. Ồ.
ngày hôm qua tới giờ là anh Vũ coi như là đi tính hết ngày hôm nay luôn các bạn, là đi 1000 cây số luôn á. Cho nên là giờ cũng rất là mệt rồi, cho nên là lát nữa mà anh thấy chỗ nào mà buồn ngủ hay là mệt rồi đó thì cứ dừng lại nha, cứ dừng lại nha. Dạ. Tại vì bây giờ là mình đi về rồi, thư thả rồi, cũng không có phải là chạy theo thời gian nữa ha. Cho nên là dù chỗ nào mình thấy mệt mỏi thì ghé rồi dừng lại nghỉ ngơi ăn uống rồi mấy anh em mình chơi rồi đi tiếp thôi, không vấn đề gì hết. Không sao đâu, thì em chạy nhóm em mệt thì có gì em đậu nghỉ yên tâm. Ồ, anh chạy nhiều gì chắc là bên công ty chắc cũng thưởng nhiều lắm hả anh Vũ, thưởng nhiều không? Thưởng nhiều đâu anh ơi, công việc phải làm thôi chứ ha. Chạy ai cũng như người nào cũng như người nấy à, chạy như vậy cũng đâu có nhiều đâu so với mấy anh em khác. Tính ra hôm qua tới giờ anh đi cả 1000 cây chứ, 1000 cây là em thấy quá nhiều rồi. Biên với anh Sĩ thì ở nhà cũng vậy, cũng chạy cũng nghe cửa vậy đó chứ đâu có ai nhiều hơn ai đâu. Đợt này thì do cuối tháng nè cho nên là anh Vũ, anh Sĩ cũng như là Biên coi như là khá là bận luôn, chạy liên tục luôn các bạn đó, với lại là rơi vào dịp cuối tháng nữa. Tại vì xe bên Duy á thì các bạn biết rồi, thì thường là dồn vào những cái ngày cuối tháng á, thì xe từ nhà máy nó rót về, cho nên là mới bắt đầu là giao cho khách hàng á, thì nó cũng hơi rất là bận vào những cái dịp cuối tháng như thế này. Anh Vũ bữa nay có thể là chia sẻ cái mức lương khủng của anh cho mấy bạn biết là được không? Lương thì đủ nuôi vợ nuôi con anh ơi, chứ nấu ra thì có nhiều người nói xạo. Tháng cũng được chừng 30 triệu không anh? Giỡn hoài. Hơn ha. Hơn hả? Một tháng thì nếu như mà một tháng nó chạy nhiều á, dạ, thì tầm 10 triệu mấy. Dạ. Còn nào mà tháng nào chạy ít thì chỉ lãnh lương tháng là 8 triệu rưỡi thôi, đâu có nhiều hơn nữa. Tháng 30 triệu chắc vậy là lương em bằng lương anh á. Chắc tháng 30 triệu chắc sáng chạy xe canh bữa nào dành dẫm đi cướp quá. Tháng cướp một vài vụ là đủ tháng 30 triệu luôn á. Lương em thì bằng lương anh 8 triệu rưỡi. Mà anh nhàn hơn khỏe nhiều, còn tài xế của tụi em thì lông bông khắp nơi. Em cũng lông bông mà em thấy hả? Đi suốt. Ok thôi, bây giờ thì Duy và mấy anh em xin phép về lại Sài Gòn ha. Thì đi hơn 400 cây số để ra mà giao cho chiếc xe cho anh Quyên và chị Hiền thì mặc dù rất là mệt nhưng mà rất là vui đó. Các bạn thấy không, anh chị rất là nhiệt tình luôn. Gửi tặng cho ba anh em 3 thùng nước mắm nhỉ ha, đặc biệt luôn. Và đặc biệt mắm nhỉ này là của chị Hiền luôn, sản xuất luôn ha, rất là đặc biệt. Anh coi như là anh chị nói là ăn mà ngon là coi như cứ alo là anh chị chuyển vào thôi. Ba chén yến nữa coi như là đặc biệt luôn, có yến nữa. Ở nhà gì cũng là tự làm hết các bạn, ba anh em 3 chén yến rất là đặc biệt luôn. Coi như là chị Hiền biết là mấy anh em đi từ Sài Gòn ra rất là mệt, cho nên là chị nấu cho ba anh em 3 chén yến ha. Yến này là yến ở nhà chị Hiền luôn, cho nên là bao hết tất cả mọi thứ. Rồi còn Duy còn được là anh Quyên gửi cho ông Nguyên 1 thùng hải sản nữa đó. Thì mặc dù là đi rất là xa cũng như rất là mệt nhưng mà rất là vui, cũng như là vui ở đây là anh chị tin tưởng mình, ủng hộ mình vào tận Sài Gòn để mua xe đó. Và thứ hai nữa, khi mà đến nơi các bạn thấy rồi, anh chị coi như là rất là dễ thương, rất là nhiệt tình, cũng như là đón tiếp mấy anh em có là như rất là nồng hậu luôn đó. Thì anh chị còn gọi kêu Duy với mấy anh em ở lại chơi, nhưng mà thật sự là do đường khá là dài á, cho nên là Duy cũng phải tranh thủ để về kịp trong ngày, cũng như là ngày mai á là Duy cũng có một cuộc hẹn đó, cho nên sáng mai thì Duy cũng phải đi làm, mặc dù ngày mai là ngày Chủ nhật rồi đó. Thì những cái chuyến hành trình của Duy thì giao xe cũng như mọi khi thôi đó, cũng là đi đến tận nhà giao tận tay cái chìa khóa cho các anh chị của mình đó. Và nếu mà các bạn có bất kỳ những cái thông tin gì, những cái
thắc mắc gì về những cái dòng xe của Mercedes-Benz thì các bạn có thể là gọi trực tiếp cho Duy qua số điện thoại của Duy là 091-465-3979. Nếu các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên bấm like và share giúp mình. Đừng quên bấm nút đăng ký và nút chuông bên cạnh để nhận những thông tin mới nhất về tất cả những dòng xe của Mercedes-Benz. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Ở trên cái đèo nó sẽ có một bãi đất trống là có thể nhìn xuống toàn bộ cảnh của biển Nha Trang đó. Thì một lát nữa em sẽ đầu lại chỗ đó cho hai anh xem. Tới dưới là mình lấy ra nó còn sống luôn hả? À, nếu chưa anh mở, nếu chưa anh ha thì khui thùng ra đút vô ngăn mát một lần á. Đút vô ngăn mát á. Kiểu này chắc đủ xuống sớm quá. Hả?
kiểu này chắc đuổi xuống sớm quá. Đuổi sớm ha, nó anh Hiền móc giao xe cho em thôi, rồi gửi lại chi phí, còn khỏi cần thuê anh nữa, mất công tốn tiền. Kiểu này chắc mà chắc bây giờ chắc đuổi xuống luôn á. Nó chứ chạy tới Phan Thiết cái có gì kêu em nè. Vô lăng này có trợ lực cho điện biến thiên tốc độ không anh? Giống xe mẹ không? Không. Vậy hả? Cái này vô lăng này là vô lăng gì? Quay tay. À, quay lăng. Sức tay á, sức tay quay. Ha, sức tay ha. Hộp số này hộp số 9 cấp không anh? Anh vô. Đầu tới. Chứ hộp số này mấy cấp? Số 3 6 cấp phải không? Thì số 6 là 6 cấp. Đâu 3 cấp. Số 6 là 6 cấp chứ sao 3 cấp? 3 cấp, 3 trên 3 dưới. À, 3 trên 3 dưới là 6 ha. Có nhạc nghe luôn. Anh biết cái chiếc xe này em khoái chạy hơn chiếc xe mẹt là gì không? Có côn. Phải. Có em mà già. Côn chạy mỗi chân đêm như là gì khoái. Có cao hơn. Không phải luôn. Chứ sao? Cái gương chiếu hậu nó bự, nhìn đã hơn. Xe này mà không có gương chiếu hậu bự thì chạy máng người ta. Chạy tốc độ ngoài đây thì thường nếu mà trả về trả cứ trả về số 4 đập ra là lên rồi. Số 4 là số 4 à. Số 4 là chậm nhất rồi. Số 4 á. Số 4. Sao xe này chạy chậm quá ta, hay là có công an? Không có công an đâu. Mới qua. Chạy chậm quá nè. Lớn qua chạy. Nó là biến chạy. Nó buồn ngủ giống em á. Xe này bằng lái V2 là chạy thoải mái rồi đúng không? Dạ, 2 tháng 4 là chạy thoải mái. Bây giờ chạy tới Phan Thiết cũng không có chậm nào đâu, sợ thoải mái. Bằng lái
lái bị giam rồi đó nha. Trời, chạy biên bản đó. Em cũng bằng lái cũng bị giam rồi, em cũng đang chạy biên bản. Đây, qua cái len không hợp đừng có qua len ở đây ba anh em, mà hai anh em có bằng lái mà đã bị giam rồi, còn ông cameraman đó thì họ chưa có bằng lái, biết lái mà chưa có bằng. Trời ơi, tính là ba thằng không có nào có bằng lái. Đừng có đi len tự động. Đi tự động luôn chứ. Rồi mở còi hú nè, phạt á, bị phạt á, phạt á 2 triệu á. Tưởng đâu mình có cái đèn ưu tiên cái mình qua luôn. Rồi, giờ mình lên vô lên này đúng không? Lên nào, con đó là 2 lên. Bên kia kìa, bên kia kìa. Em để trong học á. Em để trong học á, 50 ngàn đây nè. Số 2 sao là số 2 nhỉ? Số 2 nhích qua nhẹ cái vô à. Xe này đề ba số 2 được rồi, không cần đề ba số 1. Nhẹ số 2 ha. Nhẹ. Thôi. Nhẹ cái đó. Okay. Rồi số 2 đó. Chị mới biết chứ không thôi đâu biết. Có giao lưu với em bán vé không? Giao lưu luôn.